dữ liệu người dùng về máy chủ ở Trung Quốc. Cách đây ít ngày, Misty Hong, một sinh viên ở California, Mỹ, vừa đệ đơn trong một vụ kiện tập thể tới tòa án liên bang, với cáo buộc mạng xã hội TikTok đánh cắp dữ liệu người dùng và gửi đến các máy chủ tại Trung Quốc. Được biết, sau nhiều tháng kể từ khi tải về ứng dụng TikTok, Hong phát hiện ra rằng TikTok đã tạo một tài khoản cho cô mà cô không biết và tạo ra một hồ sơ thông tin cá nhân về chính mình, bao gồm thông tin sinh chắc học lượng lặt được từ các video cô tạo nhưng không bao giờ đăng. Misty Hong cho biết cô thậm chí chưa tạo tài khoản trên TikTok dù tải ứng dụng được vài tháng và vô cùng bất ngờ khi thấy những video của cô bỗng nhiên xuất hiện trên mạng này hiện TikTok chưa bình luận về các cáo buộc nhưng vẫn khẳng định rằng họ lưu trữ tất cả dữ liệu người dùng ở mỹ và dữ liệu sao lưu tại Singapore ứng dụng quay video ngắn TikTok đang ngày càng trở nên phổ biến ở mỹ và các quốc gia ở châu á đặc biệt là với nhóm thanh thiếu niên đây được xem là ứng dụng phát triển nhanh nhất thế giới với cộng đồng video âm nhạc lớn nhất trên toàn cầu